Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, sau vùng núi và ven biển Bắc Bộ có mưa lớn gây ngập úng, sạt lở, thì trong hôm nay và ngày mai, trọng tâm mưa sẽ dịch xuống đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó thì Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, tổng lượng mưa phổ biến là từ 60 đến 120mm, có nơi vượt 150mm. Thời gian mưa dồn dập từ chiều tối đến đêm và sáng sớm, đề phòng mưa lớn gây ngập các vùng trũng thấp, đô thị và sạt lở, lũ quét ở các khu vực vùng núi. Trọng tâm mưa lớn thứ hai của cả nước đó là từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tổng lượng mưa hôm nay và ngày mai là từ 50 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Cũng như khu vực Bắc Trung Bộ, mưa dồn dập thường về chiều và tối. Ngập úng có nguy cơ cao tái diễn ở các đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, cùng với đó là dông lốc và sấm sét. Những cơn mưa trải dài khắp ba miền đất nước đã cơ bản chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực thành phố Vinh, tối qua thì mưa đã xảy ra trên diện rộng. Nhiều khu vực mưa tầm tã, với 14 chốt ra vào thành phố và 70 chốt kiểm soát nội thành của Công an tỉnh Nghệ An, 25 chốt xã phường và nhiều chốt lưu động, thì sau những ngày nắng nóng gay gắt, cơn mưa tối qua đã cho thấy sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ trực chốt. Việc chấp hành chủ trương không ra khỏi nhà, ai ở đâu ở yên đó của người dân thành phố Vinh cùng với các lực lượng tuyến đầu đã mang lại niềm tin về ngày chiến thắng dịch COVID-19 không còn xa phía trước. Những thông tin chi tiết dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực trung du và vùng núi mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực thành phố Vinh, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Thông tin dự báo thời tiết một số tỉnh thành trong cả nước sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn nhãn hàng nước uống tinh khiết Imizu đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.